là một con mèo. Sau đây mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách cắt dán con mèo này. Để làm được sản phẩm này thì chúng ta cần chuẩn bị, thứ nhất là giấy thủ công, thứ hai là một chiếc bút dạ, thứ ba là một chiếc kéo và cuối cùng là hầu dán.